Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình ra chị Tiền rồi cả nhà. Giờ chị đang cuốn thịt, xiên thịt để làm bánh ướt ăn cả nhà. Trưa nay ăn bánh ướt cả nhà ơi. Thịt ăn với chả lụa nữa. Đây, thịt chị Tiền chỉ đang xiên nè. Đó, cả nhà thấy ngon không? Chào cả nhà, là chị nãy em ru rồi. Hello cả nhà. Nay mắc cỡ hả? Bữa nay em gan hôm nay không có gà tiệm cả nhà, bữa nay mới gà của chị làm đi mua nước gì xiên thịt ăn bánh nước, cho nên giờ mình đang xiên thịt này cả nhà ơi. Để mình quay lại cho cả nhà coi chị Tiền quấn nha. Thịt nhạt nha cả nhà, thịt mình mua thịt gốc lết á, cái mình ớt vậy nè. Trong có rồi, trong mỡ nữa cả nhà. Mình kem ở trong một cái lát mỡ cả nhà, cái này mình cuốn lại. Ăn gì nó béo cả nhà. Cuốn này nữa mình vắn mình nướng. Vẫn chín chứ không phải là không chín nè cả nhà, thịt mỏng mà đó mình xiên tâm vậy đó. Thôi mình nướng thịt nó mềm nó ngon hơn, để mình xắt thịt nướng ăn nó cứng không có thấm. Nói chung tay nghề của chị Tiền thì quá xuất sắc rồi cả nhà. Mình ăn món nào mình cũng thấy ok hết. Cái Bình nó nói có Tiền làm mà ngon 100%, còn Ba Quang nó làm là 99%. Ba Quang nó mặn dở rồi bắt Tiền một miếng hết nói rồi chứ. Hết thâm rồi. Ăn ngồi nghe tư vấn nói với ông bà của chú à. Hôm nay cái Quỳnh đi học chút xíu nó về cả nhà ơi. Chút xíu thì tới vợ ạ. Xíu vô hông chở Quỳnh lại đây luôn cả nhà. Tới liệt ạ. Đây cả nhà. Tiền mới trồng mẻ cải nữa nè. Đây là bắp cải nha cả nhà. Mốt mốt là có bắp cải ăn á. Còn đây là cải bẹ xanh, ăn bánh xèo. Bắp. Tốt quá ha. Hôm nay đu đủ á, chỉ bào và chỉ làm dưa món nè cả nhà. Đó. Phơi đồ trên vàng nhiều quá. Quá trời luôn. Hàng rau nhìn hấp dẫn lắm à. Đây cả nhà ơi nè, thịt nướng rồi nè. Đó, mỗi lượng cái canh. Mình có bị Tiền ăn bánh nước, Anh Sơn thì ăn bún. Đây rau nè cả nhà. Đó, quá đã. Quỳnh ơi, chào mời cô chú nè con. Chào mời cô chú, con mới đi học về. Học về trở đi luôn, cho ăn xíu trở về. Đi nhà học bài nha con. Dạ. Ok. Đó, vậy thôi, đơn giản vậy thôi, nhưng mà ngon. Dày dữ vậy? Ừ. Để sắc mùi lên. À, mình sắc mùi lên nữa hả? Ừ. Ok, cũng được. Dễ ăn. Đấy, chuối chuối chín cây luôn nè cả nhà. Đó, ăn rồi ra bẻ ăn luôn. Đó, bẻ một trái ăn luôn. Đó. Đây ông bà cô chú. Đây cả nhà, chuối là chín nè, ở vườn nó sướng nè. Đó, chuối chín tại cây rồi mình hái mình ăn luôn. Đó. Đó. Chuối nó ngọt. Ngon không bà? Quá ngon luôn. Bỏ vô bao luôn. Đây, trái nữa. Dạ, lại đút cho con đi. Đút cho con? Dạ. Ok. Mở camera lại đi. Đây. Quá đã. Ngon quá mà kiểu rồi. Cái nữa. Quá đã. Ngọt quá mà kiểu. Có nhà chưa cho. Ê, cũng được. Ủa, cái bánh này chị ơi. Biết rồi. Nhiều quá, ăn không hết. Chị ăn nhiều, chị làm thôi. Ăn ít thời trang rau rồi chứ ăn rau đồ nó ngon chứ. Bữa nay thay đổi không khí cả nhà, ăn bánh nước cả nhà ơi. Đây là xiên thịt nè mà cô chú. Ăn thử cục cho mà chú coi ngon không. Dạ thôi, để xíu vô clip bà ăn. Xíu clip bà ăn luôn nhá, vậy mới giỏi nhá. Chưa bao giờ. Ê, anh Sơn bây giờ anh ăn. Đây, chào cả nhà nha, bữa nay mình sáng nay mình ăn bún thịt nướng nha cả nhà. Với một chén canh huyết hẹ. Canh huyết hẹ. Cái nghề này phải ăn huyết nhiều. Đó, đâu, canh để ăn cho có. Mình thì nói chung là mình không thích ăn bánh ướt. Bữa nay mình ăn bún à. Ở mời cả nhà ăn nha, dùng bữa mình nha. Rồi. Rồi, Quỳnh ơi, mời cô chú ơi. Bé Quỳnh chanh. Cho đứa mắm bắt xương chanh cho nè. Ê, đừng chanh, ăn nước mắm. Mắm hả? Quỳnh nước mắm là Quỳnh thua. Thịt cho Quỳnh nước tương ha. Được không? Ok. Ok. À, xin mời cả nhà ăn trưa nha cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Bữa trưa nay thì đơn giản vậy thôi cả nhà. Nhưng mà thấy hấp dẫn. Thầy mời con nước tương nha. Hấp dẫn quá. Có muỗng con nè. Ông bà cô chú. Nè, bắt Tiền cho nước tương ha. Dạ.
ngon quá. Biết rồi, rồi rồi ăn thịt tự gấp. Con ăn gì con gấp cái muỗng này nè, hấp canh vô. Đây, quá ngon. Thôi chị Tiền ơi, ngồi luôn đi. Ngon nhức nách luôn. Nhức nách luôn chứ, ngon nhức nách trời. Có ớt rồi đó. Ngon quá Quỳnh ơi. Cái ớt kia là người còn. Như nó muốn còn ăn nó gì. Chắc gì quá, tao ăn thử coi. Thôi, cậu mà là ớt cay đó. Ngon cay liền đó. Thôi, không có cậu ăn. Giá luộc cả nha. Muốn ăn thêm rồi, cho ăn thêm. Rồi, xong chưa? Rồi, ok, chị ngồi đi. Rồi, rồi, hôm nay đi. Rồi. Ăn bóp cho nó hết, nhiều tí. Xong chưa? Ngon quá, chút rớt thêm cái gì đó, không lo nước mắm nè. Rồi, cho nước mắm đi. Chào cả nhà. Quay chưa? Quay nãy giờ rồi. Hồi rồi. Bữa trưa nay gia đình mình ăn bánh nước cả nhà ơi. Hôm nay hôm qua đi công việc không có ra cho nên bữa nay hôm qua nó ra đây và mình làm bánh nước ăn buổi trưa, mời cả nhà ăn buổi trưa với mình nha. Ok. Ở nhà bánh nước này mình có thịt nướng, mình xiên thịt rồi chả lụa. Đầy đủ hết cả nhà ơi. Ngon không? Mình ăn thấy ngon không? Ngon quá. Gì đổi nữa trời. Thứ 6 còn được. Dạ 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 dạ. Thứ sáu con được ngày Tết chứ bà. Dạ hả? Dạ. Ok. Quá ngon rồi. Cỡ Thôi ăn lại đi. Ngày Tết xong á là học online một tuần. Quá sao học online nữa hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Nó có biết đâu. Mỗi cái vẽ á. Để bà hỏi cô lại. Hỏi chị Trang đi. Trang đi em muốn mắm đi. Bữa mấy nghỉ? Ngày thứ sáu. Thứ sáu nghỉ hả? Thứ sáu nghỉ vậy là cho học online tới 28-29 luôn. Bị hôm nay trễ không qua. Cho nên cô giáo tính vậy chứ gì. Ông bà cô chú ơi, hôm nay con với ông Bác Xuân ăn đua nữa bà cô chú. Rồi, đua nha. Coi như là ba trận là ba nha. Mình thua hết ba trận à, bé Quỳnh thôi. Một, Quỳnh hồi thêm bún hai, ba. Rồi, bắt đầu. Nổi quá. Bắt đầu. Từ từ, văn nháo dính đen á. Từ từ, không quá. Hấp canh đi, con lấy bún hấp canh đi. Canh ngon nè, ăn thôi. Ngon quá, giận quá. Ở nhà bữa trưa nay mình ăn bánh nước ha, mình có nấu thêm canh tiết hẹ dễ ăn. Anh kêu em cho thêm bún nữa được. Cái này thua với Quỳnh nữa rồi. Không sẽ bị thua nữa rồi Quỳnh ơi. Hai đó cháu ăn đua là Quỳnh này sẽ sửa thắng nữa rồi đó. Nào cũng thắng sưng hết, kỳ quá. Chạy miếng nha. Đơm mơ sẽ nụ cười. Ngon quá. Bây giờ người nào thắng là người đó. Nhưng mà phải ăn thịt hết luôn á, chứ không thịt để cho phải ăn nhiều. Chứ sao bất kỳ. Người nào thắng là người đó mất hai mắt cho người thua. À, coi giờ cá độ ra mắt rồi, rồi thì đó. Bịt tay vậy đó, không này đâu rồi. Ha. Quá đã nha. Thôi xin mời cả nhà nha, cả nhà ơi. Đây ăn Nước. Sưng thì ăn bún, bún thịt nướng. Hả? À, xin mời cả nhà. Tụt một bao rồi. Trắng đi. Ăn nước bổ. Bé Quỳnh là ăn ăn bún thôi cả nhà ơi. Nè, con bún nhỏ ha. Ngon quá. Con bún nhỏ ơi. Đó sắp sẵn rồi. Ra nữa. À, ớt ra. Thấy chưa, làm bộ ẩm thua rồi, đừng sợ. Không sợ, chị bắt sinh đó. Đâu có. Bác còn nhiều lắm, ăn con ăn đi, cứ ăn đi. Làm sao bác ăn kèm con được. Rau nè, lấy rau thêm nè. Không còn rau, không ăn đi con. Đúng rồi, ăn không? Bác còn chén canh nữa kìa. Bác chắc con chén canh mà. Dạ con không ăn đúng không? Có nghĩa là con ăn canh sao? Mà con ăn cái đó hết là con thắng rồi. Canh không có tính. Canh tính. Nhưng mà không phải ăn. Hút canh đi con. Không. Từ từ để dính cháo, no gì mới lấy đũa no. Ngon quá. Ngon à. Tưởng là nó no chứ. Từ mấy điểm, 100 điểm ha. 100 điểm, 39 điểm. Trời ơi. Ơi. Quỳnh ăn á, ba làm cho ăn á, ngầu khen á là ăn mất tiền làm là ngon, 100 điểm. Ba quan làm thì có 99 thôi, thua mất tiền. Nên nó là ăn ngon. Không phải. Ba 100, 100 điểm rưỡi. Bây giờ gì nè, tôi giao gì nè. Bây giờ người nào thắng là được con cua, bánh mì con cua. Người nào thua là không được ăn. Anh có xương nào, lấy nào. Sao? Thắng là chắc. Thắng là thắng được con cua nữa. Yeah. Chắc được cua rồi. Bác xương sao mà làm lại vậy? Đố bác xương ăn lại anh Bo con á. Anh Bo ăn 2 tô phở, 2 tô bún. À, bữa nay anh Bo có đi học không? Không, anh Bo mình đi học online à. Dạ hả? Anh Bo học nữa không? Đây, ngủ bé Quỳnh để ăn mà nó không ăn, nó cỡ. Dạ hả? Dạ không? Dạ
Ủa giờ hả? Lớn mà cũng là mắc cỡ nữa. Không con đừng có mắc cỡ nha. Ông ơi YouTube với ba mà có mắc cỡ là ông mình không có mất. Trời cái bụng nó càng ngày nó phình lên. Còn cái bụng nó chật nhất à. Cái bụng trời mừng dễ thương mà. Không sao, không sao, không sao, thôi bỏ ở đây này nè, con rộng một chưa. Quá vừa không? Quỳnh ăn là phải ép á mà cả nhà ơi. Đây là tôi kén hàng đông. Cả nhà thấy không? Đây là tôi cá độ nè. Nếu ai thắng là được cái ổ bánh mì con cua nè, thấy không? Đó, để đây sẵn nè. Gà mắt nữa. Gà mắt nữa. Gà mắt với gà tay. Mắt nó qua nữa. Ok. Ok. Chắc cũng thắng chắc luôn. Chắc luôn nha, Quỳnh ăn thế này chắc. Kêu nặng nữa. Còn tôi nữa. Đây nè. Ông bà nhìn nè, ông bà cơ chú ơi. Khó rồi. Ở miệng cua đó chắc tôi thắng là tôi để chiều tôi mới ăn. Trời, không biết ai à. Thôi mình nó. Mắc cười quá. Ba đậu của ai? Ba đậu à? Ba đậu của con. Ép tiền. Con nhìn coi. Ừ, nếu mình còn hai cụ thịt là chắc là đổi của mình quá. Bác tiền đậu của ai? Không thấy bác Bình nữa vậy đâu. Đổi cái quần chơi của ai? Ít bún rồi. Thêm à? Thêm mấy cộng rồi. Ăn cái hết luôn. Lấy cái muỗng này con, lấy muỗng này vét á. Bây giờ ăn hết là thắng rồi. Giờ thêm là không tính. Còn thời gian chơi nữa kìa, bé xương lâu lắm. Ăn thịt đấy. Ăn thịt đi, lấy cái muỗng này con. Nè, lấy muỗng này vừa nha. Thịt đi vô mới được à. Ăn hết thịt mới đậu quá, không thì mình thua mất. Ui, gắn gắn à. Nhưng không giống vậy. Ừ. Mà tôi còn gạt trắng canh lại mới ác thôi chứ. Thua của trắng canh đó. Ừ. Tôi là bác Xuân quá. Phải gái lên tay con cho con ổn rồi hút bánh mì đó. Làm gà mắt cho con. Rồi làm gì nữa ta? Ăn bún thịt nướng mà không ăn nước mắm. Ăn cơm. Ăn canh. Úp hút thêm tô canh nữa. Ăn bún nướng thịt. Còn bún rồi. Thắng rồi, bây giờ thắng rồi đó, ăn hết hai cái đó là thắng rồi. Ăn hết hai cái này là có thắng không? Ừ. Hết miếng canh vô. Miếng canh nữa. Còn thời gian nhảy lắm mà. Đúng rồi. Sợ gì? Không có, bây giờ con thắng rồi con ăn thêm mà không tính. Có nghĩa là con thắng rồi con ăn thêm nữa không sao. Thắng không rồi. Phải tính chứ. Không. Tính là con thua à. Đó rồi. Đã rồi ăn, đã rồi. Đúng rồi. Còn. Chấp cho con cục đi. Gì vậy, gì vậy? Chơi này là, chơi này là thua đó. Chơi cái này thua đó. Ừ. Ừ. Chấp cho con cục thôi. Chấp cho chi đó. Con cục thôi. Thôi ăn luôn thôi. Cái này. Ăn nó bổ luôn. Rồi bắt đầu ăn đi. À. Ăn thêm bún rồi. Hút canh đi. Thắng chưa? Đấy hả rồi. Hút canh đi. Trời thắng được rồi không ơi. Rồi vậy là trận này thua rồi. Đây ổ mì trả lại, người thắng ăn là ổ mổ mì. Chơi giải luôn. Chơi giải. Còn phải cái tay, còn phải nơi cái gì nữa kìa. Ủa có gì đó nữa hả? Ném hứa nữa. Tưởng tưởng không thắng là con bỏ qua hả? Ừ. Lâu mình ăn lại cái nước, còn nước ngon đó nhà ơi. Còn đâu. Đây là ổ mì thuộc về con. Ừ, chính xác. Chân làm đẹp quá. Chào các bạn. Anh Quỳnh hả? Thôi mình chào cả nhà nha. Mình ăn hết rồi nè. Giờ cái tô nó sạch bóng hết trơn rồi. Rồi chào mọi chú cái thúc video này con ơi. Mình chào cả nhà nha. Mình ăn trắng canh nữa là mình xong rồi đó. Bữa trưa nay ăn ngon quá cả nhà. Ăn nà hết mà quên cái thúc video luôn. Ừ. Xin ông bà và chú và cả nhà mình hẹn lại chương trình bữa sau nha. Mình ăn tiếp cho mời cả nhà ăn nha. Không, để bà Quỳnh nói hay lắm. Ừ. Sao? Quỳnh chào ông bà chú được không? Chào ông bà chú. Ông bà cô chú nhớ ủng hộ kênh ba con với mẹ con nha ông bà cô chú. Bye ông bà cô chú. Bye. Chúc ông bà cô chú năm mới đi. Năm mới. Chúc năm mới. Chúc ông bà năm mới đó. Chú năm mới. Được nhiều sức khỏe. Được nhiều sức khỏe. Làm ăn phát tài nữa. Làm ăn phát tài. À, ok các bạn cả nhà. Cảm ơn cả nhà theo dõi video nha cả nhà. Dạ chị chú ý. Chào. Chào cả nhà. Hẹn lại video sau.